Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh LTK Bonsai cũng có đến chỗ anh Đỉnh và có review số cây kiển và có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Dạ mến chào anh Quắc, dạ mến chào bà con mọi miền đất nước nha. Em Đỉnh hôm nay có về một số phôi miệt quế lá nhỏ mà em báo lá chung nha bà con. Em Đỉnh ở ấp Sâm Đồng, xã Thới Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0327272552, cũng là số Zalo đó luôn nha bà con. Đây là phôi số 1, có hoành thân 39, cao 55. Để em đo lại. Rồi, cao 55. Em hạo một cái đi rồi lần sau nói luôn cho nó nhanh, cho tiện theo dõi. 36 mà em báo 35 nha bà con. Rồi, có chữ 2 cho bà con luôn. Đế đẹp. Lá nhỏ mà em báo lá chung nha bà con. Cây này là 1 triệu nha bà con. Cây rất đẹp. Rồi, đổi. Tiếp theo là cây số 2, hoành thân 31, cao 80. Đế xổm, đế nôm cao đẹp nha bà con. Giá 800 bà con ơi. Hoành thân 31, cao 80, giá 800, cây số 2. Tiếp theo là cây số 3, thằng ra luôn, hoành thân 30, cao 66, giá 600 nha bà con. Cây tầng đa rất đẹp, đế rất lực đều. Rồi đổi cây. Cây 4. Tiếp theo là cây số 4, số 41 cốt lắc nha bà con. Hoành thân 28, cao 90, giá 800 bà con. Đó. Hoành thân 28, cao 90, giá 800. Tiếp theo là phôi số 5, hoành thân 26, cao 89. Chà, để không? Rồi. Số 5, 26, hoành thân cao 89. Giá cây này 700 nha bà con. Cây rất đẹp. Cây số 6, đế rất là đẹp nha bà con. Lô này đế rất đẹp, hoành thân 34, cao 72, giá 800 nha bà con ơi. Rồi. Tiếp theo là số 7, hoành thân 25, cao 45, giá 500 nha bà con. Số 7 đẹp. Rồi. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8, hoành thân 36, cao 79. Nó có lũa chỗ này nha bà con. Lũa là theo đá nha bà con. Đó. Đây, để quay lại. Đó, bên này. Đó, đế rất lực. Cây này bán khuyến mãi luôn, 700 bà con ơi. 36, hoành thân cao 79, giá 700. Một cốt cao luôn, củ đế nở luôn nha bà con. Hoành thân là 30, cao 70. Đó, cây rất đẹp. Giọng chữ C, một cốt giọng chữ C nha bà con. 700 bà con ơi. Đổi cây. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 hoành thân 21, cao 52. Giá 400 nha bà con. Rồi. Một luôn ha. Mười một 36 hoành, cao 79. Đó, để đẹp một con. Tàn lá đầy đủ nha. Đó. Cây này có cái là nó hơi xấu bên này thôi. Nó bị lỗ ở đây rồi bà con. 700 nha bà con. Có lỗ ít ha. Dạ. Cây số 12. Cây số 12. 32 hoành thân. Cao 39. Giá 600 nha bà con. Cây rất đẹp. Đó. Đây là cây số 13. Cây số 13 là cây clip rồi nha bà con. Cái này quay lại nha. Tại vì không nhớ địa chỉ của khách mua. Hoành thân 42, cao 56. Cây này quái nha bà con. Đó, hoành thân 42, cao 56. Giá 800 nha bà con. Rồi. Tiếp theo một cốt, cây số 14, chật lắc. Cây số 14 hoành thân 32, cao 1m3. Đó. Cây rất đẹp. Đi, quay quá. Cao 1m3. Giá của cây này 900 nha bà con. Cây số 15, hoành thân 25, cao 70. Đó. Đế rất đẹp. Cây này giá 500 nha bà con. Rồi, cây số 15 giá 500. Tiếp theo là cây số 16. Cây số 16 hoành thân 32, cao 75. Giá 800 nha bà con. Cây rất đẹp. Đó. Tiếp theo cây số 17. Hoành thân cũng là 32, tàn đa một cốt nha bà con. Búp măng lồng lực, cao 45. Hoành thân 32. Giá 800 bà con. Rồi, cây này số 18. Số 18. Không có số đo. Rồi, cao 70. Hoành thân là 23. Rồi. Cây này giá 400 nha bà con. Tặng thêm cây mai luôn. Cây số mấy vậy? 19. Cây số 19. Hoành thân 20. Hoành thân 27, cao 67. Giá 600 nha bà con. Cây này bị xấu quá, bán rẻ. Nhắn bay nha bà con. Giá 600, cây số 19. Cây số 20. Giá lên, giá lên. Cây số 20 cũng là cây cuối clip nha bà con. 22 hả? Rồi dây 22 7 quá. Rồi cây số 20 là hoành 35, cao 1 m. Củ đế nôm nha bà con. Giá 1 triệu bà con ơi. Cây rất là đẹp nha. Tiếp theo là cây số 21, hoành thân 22, cao 69. Giá cây này 400 nha bà con. Cây rất đẹp. Giá rất là rẻ, 400. Tiếp theo là cây cuối clip, cây số 22, hoành thân 35, cao 72. Đó. Giá 800 bà con ơi. Đó, cây đẹp. Rồi em mến chào bà con. Cây cuối clip, hoành thân 35, cao 72, giá 800. Chúc bà con một ngày mới tốt lành và hạnh phúc. Chúc kênh là LTK ngày phát triển. Rồi em mến chào. Rồi chào anh Đỉnh luôn. Rồi kênh là LTK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau. Rồi.